Nhiều cây xăng thành phố Hồ Chí Minh vẫn không bán, cử người trực nhưng khách ghé thì lắc đầu. Chiều ngày 21 tháng 2, sau khi xăng dầu bán lẻ trong nước tăng giá, một số cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đóng cửa khiến người dân phải dắt bộ đi tìm các cây xăng lân cận. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều ngày 21 tháng 2, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu ở phía Nam cho hay, với mức giá tăng thêm gần 1.000 đồng một lít, tại các đại lý sẽ được hưởng mức chiết khấu cao hơn, do đó đại lý sẽ mở cửa lại các cây xăng, phục vụ khách hàng bình thường. Theo vị lãnh đạo này, tuy một số cây xăng thông báo hết xăng, trên thực tế trong bồn cũng không có xăng, nhưng nhiều đại lý vẫn có hóa đơn và phiếu mua hàng, chỉ là chưa nhập hàng về để bán ra. Thực tế, một số cây xăng ở các quận Tân Phú, Bình Tân và Gò Vấp vẫn tiếp tục đóng cửa với lý do là hết xăng vào cuối giờ chiều ngày 21 tháng 2. Các cây xăng vẫn cử nhân viên trực, nhưng khách hàng tấp vào đều nhận được những cái lắc đầu với lý do là hết xăng. Cụ thể, tại cửa hàng xăng dầu Bạch Nhiên, 462 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, và lúc 16:30 vẫn chưa khôi phục kinh doanh, các nhân viên tại đây vẫn thông báo là hết xăng. Tương tự, cây xăng khác cũng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Bạch Nhiên tại 854 tỉnh lộ 10 quận Bình Tân cũng ngưng bán xăng lúc 17 giờ. Các khách hàng hết xăng khi vào cây xăng này phải quay đầu dắt bộ đi tìm những cây xăng khác. Tại trạm xăng dầu K22, 502 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân cũng có hai nhân viên đứng trực, khách hàng ghé vào đều được các nhân viên này lắc tay thông báo là không bán xăng. Tại cây xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ Biên Khoa, đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp vào lúc 18 giờ vẫn treo biển hết xăng. Nhân viên tại đây cho hay đến sáng ngày 22 tháng 2 sẽ bán lại. Trước đó vào ngày 20 tháng 2, cây xăng này cũng treo biển hết xăng. Lực lượng chức năng đã đến kiểm tra thực tế tại bồn xăng của doanh nghiệp. Thông tin tại họp báo chiều ngày 21 tháng 2, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 548 cửa hàng xăng dầu nhưng chỉ có 5 cửa hàng tạm ngưng hoạt động và khoảng 10 cửa hàng giảm mức bán hàng. Số này chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng số cửa hàng của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Sở Công Thương đã đi kiểm tra 11 cửa hàng xăng dầu có phản ánh việc thiếu xăng dầu. Qua kiểm tra, đa số các cửa hàng thiếu xăng, do đó các cửa hàng đã quay lại hoạt động bình thường. Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, khi kiểm tra, thanh tra sở thấy nhận thức của các cửa hàng là chưa đúng. Ông Phương nói, họ cho rằng do lượng hàng hiện tại giới hạn nên sợ nếu bán với số lượng lớn có thể phải tạm ngưng do hết hàng. Sở Công Thương nhắc nhở và cảnh báo việc bán hạn chế là vi phạm. Hiện tại chỉ nhắc nhở nhưng sẽ kiên quyết xử lý nếu tái phạm. Theo ông Phương, đa số các cửa hàng xăng dầu gặp vấn đề là các cửa hàng tư nhân lấy hàng từ đơn vị phân phối lẻ, lấy từ nguồn hàng trong nước nhưng khi lượng hàng thiếu hụt so với bình thường, các đơn vị này phải nhập khẩu. Song do đó là doanh nghiệp nhỏ nên đã gặp nhiều khó khăn. Ông Phương cho hay, trong nửa đầu tháng 2, tổng lượng nhập khẩu xăng dầu về thành phố Hồ Chí Minh là 800.000 mét khối, trong khi bình thường hàng tháng chỉ nhập khoảng 500.000 mét khối. Nợ nần, thanh niên tới cửa hàng đồ chơi mua súng nước đi cướp ngân hàng. Sau khi mua súng nước, Huỳnh NT đã dùng xe máy vào ngân hàng đe dọa cướp tiền, nhưng chưa cướp được thì ngân hàng nhấn chuông báo động. Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho hay, cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở phường 6. Danh tính nghi phạm chưa được công bố, cảnh sát đang tiến hành công tác khám xét và mở rộng điều tra. Sáng ngày 18 tháng 2, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đưa nghi phạm Huỳnh NT, sinh năm 1991, ngụ tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho đến cầu Nguyễn Công Bình, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho để khám nghiệm hiện trường thu tang vật. Trước đó, vào khoảng 8:30 ngày 16 tháng 2, có một thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát đi vào một ngân hàng trên đường Nguyễn Thị Thập, quốc lộ 60 để giao dịch. Sau đó, nam thanh niên này bước ra ngoài rồi đi vào, trên tay cầm nón vải che một vật giống như súng, hướng về phía nhân viên, yêu cầu bỏ tiền vào túi ni lông đã chuẩn bị sẵn. Nam thanh niên này còn dùng một con dao để đe dọa nhân viên ngân hàng. Nữ nhân viên nói lớn tiếng, ngân hàng không có tiền ở đây, tôi cũng không có tiền. Lúc này, nhân viên ngân hàng đã nhấn chuông báo động nên đối tượng đã hốt hoảng liền chạy ra phía trước, sau đó lấy xe máy tẩu thoát về hướng cầu Rạch Miễu. Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho và Công an phường 6 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra truy bắt tên cướp. Đến tối ngày 17 tháng 2, nghi phạm Huỳnh NT đã bị bắt. Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu T khai do nợ nần lên đến tiệm đồ chơi mua súng nước để cướp ngân hàng nhưng bất thành. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.